Quý vị và các bạn đang xem video trên kênh YouTube U Van Đường Trời. Camera là anh Nhàn, chúc quý khán giả luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera là anh Nhàn. Chúc quý vị và các bạn xem video vui vẻ. Kênh U Van Đường Trời là kênh chuyên quay phim chụp hình các sự kiện như đám cưới, tân gia, lễ tạ ơn, lễ mừng thọ và một số sự kiện khác. Quý vị và các bạn có nhu cầu quay phim chụp hình để lưu giữ những khoảnh khắc để làm kỷ niệm, hãy liên hệ trực tiếp với Camera Lò Anh Nhàn theo số điện thoại 0817 848 111. Xin chân thành cảm ơn.
Tất cả các vị dù nhà trai hay nhà gái, dù dân tộc Thái hay dân tộc Kinh, dù ở Vinh hay ở Huế, là tài xế hay lái taxi, quân TV hoặc bán tạp hóa, người trong xã hoặc cùng thôn, đang ở buổi lễ thành hôn, cho phép anh em tôi xin gửi lời chào trân trọng nhất ạ. Vâng, xin thật cảm ơn ạ. Vâng, cũng theo các quý, dù ai đi bốn phương trời, hỏi đâu lịch sử như người quê ta, cảm ơn quý khách gần xa đã tới dự đám cưới của hai nhà chúng tôi. Quý vị ổn định chỗ ngồi, cùng nhau chúc phúc cho lên đôi vợ chồng, đám cưới rực rỡ màu hồng. Chắc hẳn quý vị cũng sẽ rất hài lòng trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, kính thưa tất cả khách quý, thưa cô dâu Quảng Trung thân mến, chú rể kim sáng của chúng ta sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Điện Biên, anh xin phép cha mẹ được để đi xây dựng gia đình. Vâng, phải nói rằng anh đi đến đâu gặp phải tình đến đó, anh đi Bắc Giang anh lại sang Quảng Ngãi, hàng ngàn cô gái chạy theo gót trên anh nhưng anh không đồng ý. Anh trở về quê hương bản Hủy Tao A. Xã Pu Nhi, huyện Điện Biên để tìm người cô gái tên là Quảng Trung. Vâng, đó chính là cô dâu của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, chúng ta hãy cho một tràng pháo tay thật lớn nào. Vâng, xin thật cảm ơn ạ. Vâng, kính thưa tất cả khách quý, Điện Biên, Điện Biên của thực rất là giàu, con trai con gái không đâu đẹp bằng. Dù ai thắc mắc hay vầng trăng, hãy nhìn chú rể làm bằng chứng đây. Chú rể trông rất đẹp trai, có to phong độ không ai đẹp bằng. Còn cô dâu thì rất là xinh, dịu dàng đã mến thêm phần nết ta. Chỉ được ví như chị Hằng Nga, thế bồng mến xoáy cũng phải khóc quà vì yêu. Chú rể trông giống Thúy Kiều, cô dâu lại giống Thúy Kiều ngày xưa. Hai người ánh mắt tung đưa, nhìn nhau say đắm mà say xưa tình nồng. Hôm nay cũng ngày mùng 4 tháng 1 năm 2023, cũng là ngày lành tháng tốt, cũng được sự nhất trí của cơ quan chính quyền, được sự công nhận của đôi bên gia đình, được sự đồng tình của cô dâu và chú rể. Không để các quý vị phải chờ lâu hơn nữa, buổi lễ vui quy của đôi bạn trẻ tuyên bố chính thức được bắt tay vào chương trình trong chào hỏi tay nhau nào. Vâng, một người hết, vâng, chân thành cảm ơn ạ. Vâng, kính thưa một khách quý, đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, nước biển bao la không đong đầy tình mẹ, dưới trời đồng động cũng chẳng phủ kín được công cha. Vâng, bác Quang Thị Sương, đó chính là con chân phù mẫu của cô dâu Quảng Trung. Vâng, chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn nào. Vâng, vâng, một đứa bằng chương trình chân thành cảm ơn ạ. Vâng, chúng tôi đứng với khách quý, thật đúng là công cha thì như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, dù cho biển rộng bao la không ai sánh được mẹ cha giữa đời, dù cho núi Thái cao vời không ai sánh được cuộc đời bên cha. Và vui ngày hạnh phúc của hai con, mẹ cô dâu có món quà gửi tặng cho con gái, xin chào kính mời ạ. Vâng, tiếp theo là món quà của em gái Quảng Thị Vun, xin trân trọng kính mời em gái Quảng Thị Vun ạ. Tiếp theo món quà của Mợ Lò Thị So, xin trân trọng kính mời Mợ Lò Thị So ạ. Xin trân trọng kính mời Mợ Lò Thị So có món quà gửi tặng cho hai cháu ạ. Vâng, tiếp theo món quà chị dâu Lương Thị Thanh, xin trân trọng kính mời Lương Thị Thanh ạ. Vâng, chúng ta được quý, đâu phải mùa xuân hoa mới nở, hoa nở cả bốn mùa xuân hạ thu đông, chim tơ cánh loan
ở cái nắng bình minh, thì đôi anh chị đẹp xinh để tôi long phượng kết nơi một nhà, họ hàng cô bác gần xa, chúc cho duyên thắm má kề, trăm năm hạnh phúc không hề đổi thay. Vâng, tiếp theo món quà chị dâu được Thị Thanh ạ, xin chào, kính mời ạ. Kính thưa quý vị, hôm nay ngày vui ngày hạnh phúc của hai con, bên nhà trai có bố Đặng Văn Diễn và mẹ cháu thì nhau cũng có món quà gửi tặng cho hai con, xin trân trọng kính mời hai bác. Chúng ta hãy cho một tràng pháo tay thật lớn nào các bạn ơi, để chúc mừng cho đại diện hai bên gia đình ạ. Vâng, xin chân thành cảm ơn ạ. Vâng, kính thưa quý khách quý, tôi sòng sàng khó khăn tới hơn ủy quyền là khỏi cửa sổ. Trước khi tôi phải cho trước bà mẹ ở Long Hát Trường, trước đội trưởng của Trường Ly, trước bí thư của Gia Quảng, trước trang tánh sản Lài Văn vẫn ứng mắt tòm, trước các tất cả trang dòng sở nữ chân cơ mà đang tiền, trước thành niên tuổi sòng sao sàm sao, với mỹ ảnh là ai quan trời khổng uống, trước lực trưởng khăn sang bó lúc sở nữ bà mẹ ảnh Long Chú Quân ơi. Ở đâu khi gửi tay hướng cửa mỹ chấn ở hòm sầu chúng nhau có mẹ ải nông hâu ở hòm ăn chăn nữa có mẹ.
chụp ảnh vui lòng hãy liên hệ trực tiếp với camera Lò Anh Nhàn theo số điện thoại